Cô chào các bạn. Sau khi chúng ta làm xong bài kiểm tra thi học kỳ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với nội dung ở môn sử 7 ở học kỳ 2. Tiếp theo đó là tiết 63 và tiết 64. Trong hai tiết này thì các bạn sẽ làm cho cô cái nhiệm vụ là tìm hiểu thông tin về đô thị cổ Thăng Long, Kẻ Chợ và Hội An vào thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Về cái bài này thì các bạn sẽ thực hiện cho cô yêu cầu như sau. Đó là các bạn sẽ tìm hiểu thông tin trên mạng hoặc là trên sách, trong sách vở vân vân về đô thị cổ Thăng Long, Kẻ Chợ và Hội An vào thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 18. Và sau đó các bạn sẽ trình bày cái nội dung mà các bạn đã tìm hiểu ra giấy để nộp lại cho cô vào cái tiết học sau, khi mà chúng ta trở lại học sau dịch. Riêng các lớp mà do thầy Phong dạy thì các bạn sẽ nộp cho thầy Phong, và những bạn nào học lớp của cô thì sẽ nộp cho cô. Từ 71 cho đến 75 thì là nộp cho thầy Phong, và 76 đến 78 thì nộp cho cô. Và yêu cầu đó là nội dung đang hiển thị trên màn hình là tìm hiểu thông tin về đô thị cổ Thăng Long, Kẻ Chợ và Hội An. Nội dung này thì các bạn sẽ lên trên mạng tìm hiểu thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin về đô thị cổ Thăng Long, Kẻ Chợ và Hội An vào thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ 18. Và lưu ý các bạn trình bày trên giấy kiểm tra có rõ ràng họ tên, lớp đầy đủ, và trình bày bố cục gọn gàng, sạch sẽ. Chúc các bạn làm cái bài thu hoạch thật là tốt, để cô sẽ lấy đó là một cuộc kiểm tra 15 phút dành cho các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau.